Gầm là cái phương pháp hiệu quả nhất để bảo vệ cho cái sàn xe của mình, để cho xe của mình sàn xe nó chống bị dỉ sét và mục mọt. Với cái phương pháp phủ gầm ấy thì trước khi phủ gầm bên em sẽ tháo toàn bộ và vệ sinh sạch sẽ và xì khô hết, và những cái mình sẽ che chắn hết những cái vị trí mà mình không phủ gầm đấy. Đây các bác có thể thấy khi mà bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ này, nó bề mặt này càng sạch thì cái chất liệu mình phủ nó tư sẽ có tùy theo cái vật liệu các bác lựa chọn để phủ cho xe của mình các bác nhé. Thì với cái khi mà các bác phủ lên nó sẽ tạo ra một cái lớp áo giáp để bảo vệ cái gầm xe này, cái sàn xe này của mình. Khi mà các bác di chuyển thì có thể là đá văng, nó sẽ có đá sỏi văng, đất đá nó bắn vào đây. Sau này nó sẽ làm trước sơn, trước cái lớp sơn lót bảo vệ bề mặt này, và khi mà nó tiếp xúc với nó sẽ bị oxy hóa và nó dỉ sét các bạn. Nên là khi mà các bác đây những cái vị trí chi tiết như này, nhà máy khi mà trong nhà máy sản xuất thì người ta cũng đã phủ qua, nhưng mà cái này nó chỉ là những cái vị trí mà ghép nối giữa cái mạch thôi. Thế còn như cái vị trí này thì nó không có này, hoặc là dưới sàn xe các bác phải rồi đây, những cái vị trí mối nối này ạ. Sau một thời gian sử dụng các bác rửa xe thì cái vị trí này nó có thể oxy hóa và làm nó bị mục mọt và nó không đảm bảo được cho cái sàn xe của mình tốt nhất, nó cứng nhất. Bác nào mà chưa biết cái địa chỉ phủ gầm uy tín ở đâu thì các bác hay tới Akala Thái Nguyên các bác nhá.